em chưa xem cái video clip ông già Ấn Độ của anh đúng không? Chưa. Anh bật cho em xem à? Thôi anh đừng bật cho em xem. Không. Cái video clip đấy nhá, em cứ hình dung nhá. Anh cứ ngồi xong rồi xem mấy ông già Ấn Độ nấu ăn ấy. Xong rồi anh cứ ngồi commentary ấy. Có cả anh trai ở đấy với cả ông sư. Vui vậy. Con này tai to đấy. Tai to có chấm giữa trán. Bác Phật đấy, hồi hoán sinh. Phải, hoán sinh ngồi ăn thịt gà. Em không hiểu câu chuyện của cuộc đời của Phật tổ là gì ạ? À? Phải trải qua mọi cái điều tục sau đấy mới thoát tục được. Phải là cần protein. Đúng rồi, kitchen bar @gmail.com. Ông già kiểu già, bây giờ ông già macho vãi xít, hiểu không? Ô, làm nguyên ông già kìa. Xem ông già làm nguyên con. Ôi, các cháu lại cháu được miếng lòng, cháu được miếng cánh, cháu lại được miếng đít. Khổ, nhìn thế này thấy function nó không công bằng rồi. Cháu đằng sau da đen kiểu gì cũng được miếng gọi là nghe lở. Rồi cháu cái này thì chắc chắn là miếng cánh rồi. Nhưng mà sẽ thu hút rất nhiều người xem. Tiết con gà này vẫn còn xuất hiện mấy tập trước mà. Sau tập này không thấy tập trứng nào. Nghĩa là làm tập trứng chứ phải làm tập gà. Không, gà trống thôi, gà trống có thể trứng đâu. Ai bảo sư đây không là trống? Làm thịt gà thì phải làm gà trống. Gà mái con để lại để nó đẻ. Nhưng mà đây là con mái sao? Ông bảo là... Thế thì không kinh tế. Economic inefficient. Thấy chưa, em đã ngủ nhìn cái potion này nó không công bằng mà lại... Tí nữa đứa nào lại ăn phao câu rồi. Ổ con da đen nào lại ăn phao câu rồi. Mồm lại nhiều nhảo lại bảo cho chú quay phim phát. Mấy chục đứa trẻ con làm sao mà... Thì chứ cứ để xem. Em chỉ muốn xem đứa nào ăn phao câu. Sao mà... Hai con gà sao đủ luôn. Này, riêng cái thể loại gà này thì đúng rồi. Hai con này ăn cỗ được hai mâm. Tối nay mời có khi tầm 30 cháu đến xé. Cứ luộc lên xong rồi để trên đĩa xong rồi còn... Thêm lít rượu nữa. Để ở đây cho các cháu nhậu. May ra hai con gà. Có tí lá chanh không vứt vào luôn ấy. May mà cháu nào tí ăn cái lòng. Ông già không ăn miến. Ông già mình đa. Ai quả đau ông già cộng mấy đấy. Chém mãi. Chém một trận. Ủa, lot of chili. Tí nữa nhìn ông già chém thôi lại khổ rồi. Hôm nay không biết ông già dùng. Nghĩa là vừa nhìn thấy con dao to nhá. Lần này dùng con dao cùi đi. Đi hỏi cậu mấy mà. Em bảo rồi. Nghĩa là ông già ấy có đao cộng mấy ấy. Rồi đi về đây ông già dùng đồ cơ bản. Kiếp rau ông già bẩn ấy. Eo ơi. Eo ơi. Nước đục lom. Lại chỉ giờ mỗi lần. Ở Việt Nam thế thôi. Giờ mới gọi là đến đỉnh cao. Ông già tuyệt đỉnh công phu khóc. Nhìn ông già bó hoành không khóc. Được. Từng đấy cổ hay. Được chưa? Dao bê grill à? Dao cộng 1 nhá. Onion. Garlic paste. À, cà ri. Ông ấy đang làm cà ri. Cà ri gà đấy. Sư muốn ăn cà ri của em không? Đúng không? Nồi này mà cho tí khoai tây với cà rốt thì ông già phải thông minh cái đấy. Vậy cuối cùng thay vì thế ông cho red chili. Thì ông già đầu độc các cháu. Chú ơi. Mặt các cháu càng ngày càng xạo. Ôi, lên thế này gà đã khô rồi, vào thì còn mỗi xương. Coconut powder. Cơm thì không cho. Coconut powder. Ông này nấu cà ri rồi. Wow, lắm tỏi thế. Tỏi cho thơm. Chicken masala. Tỏi ơi đấy. Eminem ra vào. Rửa tay. Mẹ nấu xong mới rửa tay. Mẹ lúc đầu nấu thì cũng rửa tay kinh vãi cả lũ. Mẹ một suất cơm biết mẹ nhìn to. Yummy chicken. Biết coi có tí. Ăn điếu được. Có hai con gà thôi mà. Mẹ đến lúc nhiều cơm mà. Thế chúng nó đang ăn bằng tay phải đúng không? Thế chúng nó rửa đi bằng tay trái. Đấy, tay trái chúng nó lại cho lên mồm. Bây giờ có thằng nào đang ăn xong rồi chạy ra đi à nhá. Thật ra vào lại nghiến ngấu nghiến nữa. Thật ra cái lý của chúng nó cũng có lý. Tại ngày xưa cùng thời với chúng nó, thằng Trung Quốc có trò là quấn vải vào đầu một cái que. Sau đấy lấy cái que đấy rụi sau đít cho sạch. Kinh ngoại. Anh xem đến hết bao nhiêu tập của ông già này rồi. Anh không biết. Công thức chung của ông già này là cái dao này dùng để cái dùng đấy để chung giống cái thức cái đấy là thức kẻ. Cái dao này. Ui. Cả chậu. Tính theo chậu rồi. Mắt này riêng trứng thôi đủ để rửa mặt thôi. Chết lên mặt xong để khô ra có cơ mặt không cử động được. Tạch 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 tạch
tính cầu tạch 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 ê, ăn hôi lách lắm. Tất cả mùi hành tía sẽ bị đắm chìm trong một tấn gia vị. Vậy nhưng mà tấn gia vị đấy ăn vào cũng hôi lách lắm. Vì vậy hôi hơn cả mùi hành tía. Nhưng mà đối với mày cuốn à? Cũng là phải học cách cuốn váy của mấy ông già Ấn Độ trông dạy cho mấy thằng Scotland. Ở Scotland cũng mặc váy mà. Đấy, thì cũng cần gì phải khổ đấy, nó để ở dưới khoáng nhưng mà mát ông già đây chẳng qua dưới ông Sadi không phải gói lên thì Scotland cũng sẽ có mấy thằng già Sadi không làm sao mà xa được mà ông già đấy. Tây nó phải xa hơn chứ, biết Sadi là gì không? Sadi là gì? Sadi là cái bi xà. What the bánh mì à, cái à bánh mì kiểu Pháp. Em tưởng ông già là bánh tráng trộn. Bánh mì kiểu Pháp ấy. Ôi tráng trộn. Sao thì vậy hít mèo này chứ. Thì ông đang làm đấy thử nên thành bánh trưng rán đỉnh. What the fuck. Con mè. Đây này. Giáo sư cùng trọng xoay hôm trước vừa làm bánh trưng rán thôi. Khoe lên mặt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu một món ăn có tên là pizza Việt Nam. Đấy, hãy kiên nhẫn cho ít dầu thôi. Ok. Ngày trước là cụ bóc tay đấy, nhưng hôm nay cụ mua mới một cái kẹp trông mới tinh mà. Trời ơi, cái kẹp đây. Kẹp không? Kẹp chưa? Ôi, con mẹ luôn. Kẹp. Video, mai bỏ tiền ra mua kẹp. Ông ấy kiểu thể hiện là mình làm này không được nhiều để che giấu xã hội mạng. Thực ra ông già giàu cũng biết tư hiểu á, vì sao ông được nấu ăn ở đây. Ai cho ông để lửa ở đây vì đây đất nhà ông. Không ai đuổi được ông cả. Đây cất của ông là công lý đấy. Đưa tao chăng cho ông. Đây là đất của công, cho nên khi có thằng đuổi, ông bảo là đất của mày mà mày đuổi tao. Đứa nào đuổi? Đứa nào dám đuổi ông ấy là vấn đề. Đúng rồi. Quả dao cộng một. Đấy là ông cắt hành cho đến cắt tóc. Đuổi ông lấy quả. Đầu lên kia trông nhau. Về sau có thằng YouTuber nào bảo là ngày xưa là tôi hay ăn từ cái ông này, ông ấy chưa clip cho nên đã tạo cho tôi cơ hội để tôi đến với YouTube. Đấy, đẹp ơi, đẹp trai, cười, khí ai hơn. Chi bồn. Ông kia nhìn kiểu, đây, từ, ông này kiểu nhìn luôn. For real? For real? You don't touch my... Sharing, this is my family. Slogan, có slogan đúng không? Không, nếu nghĩ ra là slogan. Ủa, quả xe. Quả xe đó. Đồ ngon đã. Biết ai ngồi không? Biết ai vừa đi mua cái củ khoai đấy không? Bạch mã của... Đấy, bạch mã. Bạch mã của ông như em luôn. Biết vì sao cụ mà quần nào nó thoáng này chưa? Biết vì sao cụ phải bọc chưa? Mua xe cho nó vi vu. Bây giờ mà để cụ nó dập vào nhau. Nó đỏ thì cụ phải bọc vào để cụ đi xe máy. Bố tội không thấy mũ. Váy này đi kiểu thì cụ phải bọc lên đúng không? Bố tội không thấy mũ bảo hiểm. Cụ cái gì mà bảo hiểm? Bảo hiểm cho đúng. Cụ nhìn cụ vào rổ này. Đội bảo hiểm với đội cụ. Cái đi bảo hiểm của trường sinh mẹ em. Cụ lục khoai thì nát mẹ. Cụ lục khoai một tâm. Để vỏ bình thường, để vỏ bóc sau cũng dễ. Mỗi tội là phải chờ. Cụ không bóc. Chờ nguội bóc không bỏng tay. Chết khoai vừa mới lấy. Và anh thấy chưa? Cụ còn đỉnh cao em tưởng. Bóc bỏng tay ạ. Đồ đệ đần độn không kèm.
thầy nào trò đấy lâu rồi. Cụ lấy thông, cụ lấy cái thông toilet. Làm smart potato. Ôi, đây là mask. Đây không phải là mask. Cái quả bóng đây là cái chứ không gì, không gì đi ở tắc cầu, không cho cầu. Thế nhưng mà tại sao lại làm smart potato? Jesus. À, hộp luôn, cả lọ luôn. Cả lọ chứ còn gì nữa đi. Mẹ ăn hồng áo phòng kìa đâu. Ôi. Cả lọ luôn cụ ơi. Cụ mua đi rắc tí này thôi. Oregano. Cầm về nhà cụ ăn đi. Oregano. Dùng sao được em lần quá. Em vừa bảo đây là nhà làm kinh tế. Em vừa bảo đây là nhà cụ. Được ăn. Được ăn, được nói, mà được gói mang về. Sao à? Mặc phép đi. Cụ đỉnh anh là cuộc sống thi lịch của cụ. Nhưng mà cụ có vụ, cụ có việc để làm với cả cụ được nổi tiếng. Đúng rồi. Cụ chắc chắn là rảnh vậy luôn. Cụ ấy chỉ cần fame thôi. Cụ chắc chắn là rảnh vậy. Tí nữa lên Tinder thấy cụ thì sao thì tuổi. Vấn đề ở đây là lứa tuổi mà cụ quan tâm nó là từ 4 cho đến 15 tuổi. Kinh vãi luôn. Kinh vãi. Cụ để Tinder. Cá viên chim. Kéo chiêu và mẹ soft như là khoai nướng, bên trong nó sẽ cheesy. Cheesy cắn vào sẽ nóng nóng và nó nhầy nhụa. Kinh vãi. Câu hỏi tiếp theo là em nghĩ mỗi đứa được bao nhiêu viên này? Mắc 3 viên. Cho sư 2 viên. Làm luôn đôi viên của ông cụ đấy không? Ghét nhất là ăn một cái bánh rán tròn. Không ngọt lắm thì ghét. Ngon, ăn ngon. Không phải, đợt đấy em không biết. Bởi vì đợt đấy em đang thịt, đang ngập mồm, sườn. Bé anh ăn thịt ít lắm. Ăn cây rượu ít. Ăn cu là chính. Đâu, sao con môi này mà. Phô mai que đâu. Đấy, sơi. Biết phô mai que từ đâu nào. Thôi, đi ra đi. Eo ơi. Đó, úi dồi ôi, đút vào mồm. Thôi, nhìn thấy cháu kia kia. Nhìn thấy cháu kia kia. Don't touch them. Đấy là ông già kiểu typical outro lông ngực của Mà Bư. Sư với cả Huynh Mà Bư.